tại mình đang đứng ở chỗ cầu Bà Phủ thuộc xã Hòa Thạch, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ở phía trước chúng ta đó là cây cầu Bà Phủ. Đi qua cây cầu là sẽ qua địa phận của thành phố Sa Đéc. Thì ngay cây cầu Bà Phủ ở phía bên địa phận của Lai Vung sẽ có khu du lịch sinh thái Quýt Hồng Hưng Phát. Đi vào hướng bên đây 3 km, theo cái mũi tên, thì mình đi vào hướng bên chợ, chợ Hòa Thành. Mình đi vào 3 km là sẽ vào khu du lịch sinh thái Quýt Hồng Hưng Phát. Dịp Tết này thì mọi người sẽ có cơ hội đi du lịch các vườn quýt hồng của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì ai ở địa phương thì cũng đã nắm. Nhưng mà đối với khu du lịch sinh thái Quýt Hồng Hưng Phát này thì mới vừa cho khách du lịch vào tham quan. Ai du khách gần xa có dự định vào dịp Tết này vào các khu du lịch sinh thái Quýt Hồng thì hãy đến tham quan và trải nghiệm. Đây là cây cầu chợ Hòa Thành. Đó mọi người, đi thẳng về qua cây cầu Bà Phủ đó là hướng đi Sa Đéc. Còn hướng phía sau này là hướng về thị trấn Lai Vung. Bên đó là chợ Hòa Thành. Bên đây là chợ Hòa Thành mới đúng nha mọi người. Lúc nãy mình nói nhầm là chợ Bà Phủ. Tại đây là cầu Bà Phủ, cho nên mình có nhầm chợ Bà Phủ. Đó, mình đi ngang đây cho nên mình quay cho các bạn xem để nắm, để dịp Tết này có thể tham quan. Hotline của khu du lịch sinh thái Quýt Hồng Hưng Phát này là 0799 643 899. Rồi mình chào tạm biệt mọi người nha. Gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.